đồng vui quá nhỉ. Úi xa, quá là tuyệt vời, quá là tuyệt vời luôn, quá là tuyệt vời, quá là tuyệt vời. Sao mình thấy nắng, mình thấy nắng nó rát mà nó không thấy rát nhỉ. Nhìn xót ruột quá nhỉ, bắt vào phòng điều hòa ngay. Cây cối nghe mướt lắm nhỉ. Này, xem nào có rơi vãi cái kỳ nào để nhặt. Kinh nhỉ, hôm nay con này gọi là con nhẹ đá. Cái lá của nó đẹp đấy chị nhỉ, búp nó cũng có màu ấy. Có vẻ gỗ của nó cũng chắc lắm nhỉ, chắc đấy nhỉ. Như này mà đẽo cù thì thôi nhất. Kinh, đang nghiên cố để đột đây. Đây mẹ một chả mấy mà nó lại ôm chườm cả cái này, còn nó cũng lâu rồi. Từ hồi à, được có tí đấy, ăn ở đây đấy. Đấy, đấy đang tính sửa viên đá này, sửa viên đá này là lúc mà khai thác về là của nó luôn đấy, nguyên bản đấy. Anh em có biết cái cây này không, lá đẹp phết đấy, khả năng là một vị thuốc đấy, lá rất dày, búp nó cũng đẹp, to hơn là dưới nhưng mà đẹp, đẹp 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 hơn dưới. Vỏ nó cũng đỏ đỏ nha, vằn vằn đỏ đỏ, trắng trắng đỏ đỏ, nhìn kiểu như đá quý. Lại ngậm vào viên đá này nữa đâm ra là nhìn thì đang lớn tí nữa mới chốt được, mới chốt được. Còn này loại này khả năng dễ làm đấy, dễ kiểu làm. Đấy. Cây quý, cây quý. Em này thì em này thì mới được bấm có vẻ khỏe cây lắm, lại bật phần phật. Khỏe cây đấy. Cái cây mà cây mà long kính anh bán ở trong Nghệ An không biết bao tiền nhỉ? Cây nhỏ. Con đấy chắc phải 6-700. Thấy anh em mà tỏi mấy? Chả biết. Mình khoái cây đấy hơn là cái cây giữ lại. Nó có đường nét hơn. Cây kia nó chỉ nhiều như cái kim tự tháp ấy. Đừng chất đấy. Đừng có tưởng cây bé mà không có tiền tỷ đâu mẹ. Mấy cây bé tiền tỷ rồi đấy. Thì em cứ đam mê đi, cứ có cốt đẹp đi, làm nên các sản phẩm đi. Người ta phải xúc động đi, người giàu người ta xúc động đi. Và phải gặp được người giàu, gặp được người giàu thì phải chịu khó cho nó đi giao lưu, nó gặp được với người giàu, người có tiền, người rung động vì nó, quý vị ạ. Những người mà có tiền người ta sẽ rung động vì nó thì có lẽ là 1-2 tỷ với người ta nó rất là nhẹ nhàng, quý vị đúng không? Quý vị thấy sao? Khi mà người ta có hàng trăm tỷ, thậm chí chỉ mấy chục tỷ thôi. Xin chào. Hôm nay đi săn đấy ạ. À? Anh à, ui quả này nặng đấy. Rung lộc, được. Ui, cảm ơn anh. Các nó đang cân đối cốt này xem nào. Hai thầy trò này ra dễ có biến lắm này. Cây cối đợt này tốt ghê nhỉ. Hình như là tốt hơn ở bên chỗ cũ ra nhỉ. Nhìn lại lá nó sạch, lá sạch, không có cái bụi nào.
vẫn chưa vào việc rồi. Đấy, đang ngắm bên này sướng hơn này. Mặt này nhìn nó gấu hơn mà tay nó cũng thuận hơn. Mặt này là mặt chính. Mặt tay là mặt chính đây, ba đây. Rồi. Đấy. Nhật lá cái lại úi trời ơi. Đây. Anh Tuấn Anh ơi. Công nhận đợt này cây rất sạch nhé. Không có một cái hạt bụi nào. Nhưng ở đấy cái vườn nó sạch, không có bụi. Sáng tối. Có phải xe cộ chạy qua đấy là không bụi bặm gì sao? Không, ở trong gần đường. Công viên à? Cây sáng là một chuyện nhưng mà không hề có bụi bặm gì cả, những cái lá già. Thì cứ sạch sẽ là nó đã nhìn nó đã khác rồi anh em. Anh em tưởng tượng như là cứ lấy phụ nữ làm chuẩn đi nhỉ. Con gái ở thành phố đúng không? Đôi khi nó cũng không xinh xắn cho lắm nhưng mà nó có sạch sẽ là nhìn nó. Còn con gái quê thì có lẽ là phải lên thành phố xong rồi lột xác thì nó sẽ kiểu như là mở mắt vậy, nó quý vị. Nói câu chuyện vui như vậy. Để anh em mình tưởng tượng cho nó sinh động. Lá đẹp. Sáng, cây nào đợt này lá cũng khỏe, sáng. Ở đấy hợp thổ nhưỡng đấy. Đấy, mời anh em vào việc. Con này nó ngổ thiên trụ nhỉ. Thiên trụ. Đấy, ông làm giữ là ngon đấy. Thiên trụ. Đấy. Cái size của nó cũng có là lên tiền, ra tiền, ra tấm, ra món. Còn anh em nào trung thành với bưng bê thì cứ cây này mà vồ là cây này cắt phát là ra form luôn. Có giá lại con này phát thì người cưng nhỉ? 15 triệu. 15, đấy, úi xời, quá là tụt quần luôn rồi. Gọi là mời anh chơi luôn rồi. Đấy, nó nở kinh, xi nó nở kinh lắm. Đấy, nhìn này. Nhưng mà được lay cái là nở vè lay. Vẫn cơ. Ấy thế mà không lay là sau là cái cổ nó là ngoãn này. À. Chịu có mà lay. Anh em để ý. Thì nó sẽ không phải cắt đi cắt lại. Đấy, nó được cái đoạn này nó mềm. Sau tự nó rụt lại. Nhiều ông nuôi thả, cứ thả rông xong mẹ xong bảo mình đến làm, thánh mình chả ấy được. Không nở cho cái cây nó phải gần người là vì thế. Để xương xuyên, có mặc dù mình không thấy mình cắt nhưng mà mình gọi là sờ nắn suốt đấy. Vì cắt đến đâu nó mới được đến đấy được. Chứ nhiều khi người ta cứ bảo ôi sao cây nó lâu thành thế, nhưng mà không nó cũng phải là do mình cả đấy. Đấy, 15 củ bạc. Giá rẻ chưa từng thấy. Úi dồi, nắng vàng. Vừa nãy gió mát mát tí tưởng mà. Ô đê đây. Suối bà. Nói chung cây cối mình chả biết thế nào được quý vị. Mình có thể định giá lên thần hoặc là cầm giá cây chắc cũng như đánh giá cây tốt, nhưng mà đôi khi mình đi mua nó theo cái cảm xúc mạnh và những cái cuộc gặp gỡ anh em ấy, thường nó sẽ có giao dịch nhiều tiền, bởi vì là lúc đấy cái nó nhiều yếu tố nó chi phối. Cái cây đẹp mình thích là thì đúng rồi, nhưng mà có thể mình sẽ mua với cái giá nó khác so với khi mình tư duy một mình. Đó. Cho nên người ta hay tổ chức những cuộc giao lưu gặp gỡ tại các cái nhà vườn, làm dăm ba chén vào thì cái cây thì đẹp thì thích rồi, nhưng mà cái giá quan trọng nhất là cái giá. Nên lúc đấy thì cái giá người ta nói chuyện với nhau nó dễ hơn, có thể rẻ hơn hoặc có thể là đắt hơn.
quá đẹp, nhỏ tí thôi nhỉ. Yeah. Như cây Indo này. Đây chậu. Chậu này to quá nhỉ. Hay vào cái chậu tròn. Đấy, anh em múc nhanh còn kịp, ông sau thay chậu là kiểu gì nó cũng sẽ hơn đấy. Rất xì đẹp. Lúc nào múc có màu. Sáng sạch nguyên. Cây này là hình như đầu 8 đúng nhỉ, nghệ nhân? 85 triệu. 85 anh em ạ. 85 triệu. Cái đồn đẹp hết đấy. Hôm nay cứ cho đi triển lãm thì hết ý luôn. Đúng rồi, đúng tầm đẹp. Không biết sắp tới có hội ở đâu không? Tháng 9 là Mỹ Đình. Hay là? Nhưng mà Mỹ Đình thì có vẻ như là nó thiên về chợ hơn nhỉ? Ừ, đúng rồi, nhưng mà kiểu thiên về chợ hơn. Đấy, anh em thương mại nhiều. Còn thảm đỏ rồi. Ê, ông đi bế cháu nó lại sốt đấy. Đừng đi bế lúc này, đi bế cháu rồi sốt cây trở lại lại không kịp quay về đâu. Dúi bà. Dúi bà. Một dòng cây tương đối là tâm linh tốt. Dúi bà mà nghe nó đã có cái dấu hiệu của Phật Bà Quan Âm ấy, kiểu vậy đó. Và nó rất là nhiều quả già, nó không có nhiều cho nên là có lẽ là nhiều người không biết, nhưng mà để kiếm một cây như này, cây dúi bà chắc không có cái thứ hai đâu. Cây xanh thì có thể cái dáng này có thể là nhiều, mình phải xét cái chất liệu nó, chất liệu. Đấy, vừa nãy có cô bé cô thích cái cây này, cô đi qua thích thôi, nhìn cái dáng này đã thích rồi. Đồng giá 8 triệu rưỡi một cây sam hương. Rất mượt nhé. Đây là cây linh sam 8 triệu rưỡi. Bằng tiền, vừa mới hết một lứa hoa, đang chuẩn bị ra một lứa hoa mới này. Đấy, lứa hoa mới này. Nụ này. Thế bộ tứ đồng giá 8 triệu rưỡi. Cây hồng ngọc mai bảo đá rất kỹ, hoa chạy từ dưới mặt chậu chạy lên đến ngọn luôn, gọi là nở hoa trên đá. Và cái sung nữa cũng 8 triệu rưỡi, quả từ bệ lên đến ngọn luôn. Làm tay cành thì cắt giật như xanh Nam Điền. Hôm nay chỉ đi săn thôi. Cây đang rẻ nên là đi. Cây đang rẻ nên đi ôm vào đấy. Quan trọng nhất là nó không có ai có dị lại. Chơi là nó phải thế. Đồng vui quá nhỉ. Úi xa, quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời luôn. Quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Sao mình thấy nắng nó rát mà nó không thấy rát nhỉ? Nhìn xót ruột quá nhỉ. Bắt vào phòng điều hòa ngay. Cho nó ráo nước.